quý vị khán giả, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền đang có mặt tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Và hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm với một siêu phẩm tại đây. Và công trình này thì với chủ đầu tư là anh Dũng quý vị nhé. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại cái phần sảnh chính của công trình này rồi ạ. Và quý vị có thể thấy là ngay sau Ngọc Huyền đây là công trình của chúng ta ngày hôm nay. Công trình này thì được thiết kế theo kiểu mái Nhật một tầng nhé. Ở bên ngoài thì sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nhưng mà nếu như mà chúng ta một lát nữa thôi chúng ta vào bên trong ấy, thì chúng ta có thể thấy là một cái phong cách thiết kế hoàn toàn khác quý vị nhé. Và trước tiên thì cùng nhau đi khám phá đôi nét về ngoại thất công trình trước. Ngoại thất công trình này thì quý vị có thể thấy ạ, xung quanh đây nhé, đây là một cái căn nhà mà đáng đúng cái kiểu như là nhà một ngôi nhà vườn vậy. Ở xung quanh này, phía trước là một khoảng sân vô cùng rộng rãi. Ở đây thì cái gia chủ có thiết kế là đây để rất là nhiều những cái bồn hoa chậu cảnh này. Phía trước này thì đã có trồng rau này đó. Rồi phía trước là có một cái con sông nho nhỏ bắc qua nữa. Thực sự là một cái phong cảnh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở phía bên này thì chúng ta gia chủ có thiết kế là đây trồng thêm những cái cây ăn quả phía bên hông nhà này, làm cho công trình của chúng ta trở nên nổi bật hơn và hòa nhập với thiên nhiên hơn. Và ngay ở phía bên này ạ, dưới gốc cây roi này nhá, thì quý vị có thể thấy là có một cái chiếc bàn đá ở đây ạ. Đó, để khi mà buổi chiều chiều này chúng ta có thể là ra đây này, ngồi này uống trà, thưởng đánh cờ này và thưởng thức toàn bộ cái tầm view ngôi nhà này, một cái ngôi nhà có một cái tầm view vô cùng đắt giá đúng không quý vị. Và quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì đây thì chính là một cái công trình mà thực sự Ngọc Huyền đánh giá rất là cao cả về phần về bên ngoài ngoại thất cũng như nội thất phía bên trong. Đây sảnh chính của chúng ta thì được thiết kế với hệ bậc 5 bậc đi lên nhá. Ngôi nhà của chúng ta vô cùng cao ráo và bề thế. Thực sự là khi mà với cái thiết kế cao như thế này ạ, thì sau này cái phần sân của chúng ta, phần đường phía ngoài tôn cao lên thì ngôi nhà của chúng ta cũng rất là vô cùng nổi bật và không sợ bị quá thấp hơn so với mặt đường. Và đặc biệt thì khi mà với thiết kế bậc thềm cao như thế này ạ, thì nó rất là phù hợp với những ngôi nhà một tầng nhá. Làm ngôi nhà của chúng ta sẽ trở nên cao ráo hơn rất là nhiều. Và thực sự nó sẽ giúp cho chúng ta cái kiểu là thông gió này, thoáng khí này và lưu thông không khí trong nhà một cách tốt hơn nữa. Hệ sảnh chính của chúng tôi thì được thiết kế với hai hệ cột trụ vô cùng lớn. Và ở chính giữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái đường kẻ chỉ âm tường màu nâu đất nữa. Thì nó sẽ làm nổi bật đến cả hai cái hệ cột trụ chính của chúng ta. Và đặc biệt nhé, ở bên trên mỗi hệ cột thì sẽ có thêm những cái hệ đèn để chiếu sáng nữa, làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên nổi bật lung linh hơn vào ban đêm. Và ở toàn bộ sảnh này thì sẽ được thiết kế theo hệ bậc ngũ cấp đi lên toàn bộ nhá. Thì sẽ được ốp bằng gạch granite. Và giữa này thì sẽ là bằng gạch granite đỏ này. Hai bên là màu đen này. Nó giống như là một cái tấm thảm vậy, trải ra để chào đón khách trong nhà. Rồi và trước khi mà chúng ta bước vào phía bên trong ạ, thì chúng ta sẽ đi qua một cái hệ cửa. Hệ cửa đây thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ ly nam phi nhá. Đây, được sơn này, nhìn nó rất là bóng này. Và đây, toàn bộ hệ tay nắm cửa như thế này. Đây, rất là chắc chắn này. Thực sự người ta có nói cái câu là nhà cao thì cửa phải rộng đúng không ạ? Đây, cửa vô cùng lớn. Và đây là một trong những cái thiết kế mà có thể giúp chúng ta là trở nên làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên nổi bật hơn, cũng như là điều hòa không khí và cho cung cấp ánh sáng từ tự nhiên bên ngoài vào tốt hơn ạ. Từ phía ngoài bước vào chúng ta sẽ đến với không gian đầu tiên thì đó chính là khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây sẽ có diện tích là 22m² nhé. Thực sự thì khi mà bước vào trong không gian này thì nó là một cái không gian mà nó khác hoàn toàn so với phong cách hiện đại ngoài kia đúng không quý vị? Ở đây thì sẽ có một bộ bàn ghế bằng gỗ rất là lớn. Và chúng ta có thể thấy là gia chủ chúng ta là một người mà rất yêu thích những loại gỗ như thế này. Ngồi trong không gian này thì thực sự mọi người có thể để ý là rất là nhiều những đồ vật cổ được trưng bày tại đây. Rồi và cái phòng khách này thì sẽ kết nối và liên thông cùng với phòng thờ nhé. Khu vực phòng thờ ở đây thì quý vị có thể thấy là ban thờ này được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ tự nhiên này, có đục đẽo họa tiết hoa văn như ở đây Ngọc Huyền có thể thấy là hình rồng này vô cùng là lớn này, và nó sẽ làm cho cái không gian phòng thờ của chúng ta trở nên trang trọng hơn và đúng với lại cái phong cách của người Việt. Và chưa hết đâu nhé, nếu mà như quý vị nhìn kỹ ấy, thì bên trên ban thờ này toàn bộ những cái phần được đặt ban thờ này, đây được làm bằng đồng nhá. Và hai bên thì cũng có đây hai cái bên này thì sẽ có cái bình hoa được đục hoàn toàn là bằng gỗ nhá. Đây, còn rất là nhiều những cái hình tượng này. Ví dụ như ngay ở cái phòng khách cũng thấy này. Đây, tượng đều được làm bằng gỗ hết. Đấy, đây là hình con dê này. Còn bên này, vạn sự như ý, quý vị thấy không ạ? Đó. Và trong không gian phòng khách của chúng ta thì nếu mà quý vị để ý một chút, nhìn trên phần trần ạ. Trần đây thì sẽ được làm bằng chất liệu là trần thạch cao, hệ thống đèn LED neon light. Và chính giữa thì sẽ có thêm một chiếc quạt trần kết hợp cùng với đèn chùm nữa. Và nó sẽ có những cái đục đẽo, những cái họa tiết đây. Họa tiết tàu chỉ này, nó mang một chút cái hơi hướng phong cách tân cổ. Ngọc Huyền có thể cảm nhận được là như thế.
Và đối diện của chúng ta đây thì sẽ có một cái tivi rất là lớn treo tường. Tivi này thì sẽ giúp chúng ta đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình nhé. Căn nhà này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ tất cả. Hãy cùng khám phá phòng ngủ đầu tiên nhé. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 12m² nhé. Bước vào không gian này thì đúng như Ngọc Huyền nói ở ngoài kia luôn ạ. Nó có một chút hơi hướng tân cổ đúng không ạ? Nhưng mà khi vào trong này, đây, phong cách trong này thì thiết kế hoàn toàn tân cổ luôn nhé. Có thể để ý kỹ là từ chiếc giường này, một chiếc giường vô cùng lớn. Từ sự Ngọc Huyền cảm thấy choáng ngợp luôn đấy ạ. Ở phía bên này thì cũng sẽ có thêm tách đầu giường này, cùng với lại đây, bên này là một cái bộ bàn trang điểm này. Đó, đều được thiết kế đồng nhất với nhau. Những họa tiết hoa văn đều nó giống như là một cái bộ vậy ạ. Phía bên kia thì sẽ là một cái tủ quần áo khoảng tầm 5 cánh nhá. Vô cùng lớn, chúng ta có thể là thoải mái để được những cái đồ vật dụng cá nhân. Trong căn phòng này của chúng tôi thì có thiết kế đây, một cái ô cửa sổ lớn hướng ra ngoài phía trước mặt tiền của ngôi nhà, giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên và điều hòa không khí cho gian phòng. Và cửa này thì cũng có một cái tấm rèm, rèm đây là rèm cầu vồng nhá, để có thể điều chỉnh ánh sáng ạ. Đó là phòng ngủ đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phòng ngủ thứ hai nhé. Phòng ngủ thứ hai trong căn nhà này thì sẽ có diện tích là 13m². Đây. Trong căn phòng này thì vẫn được thiết kế theo phong cách tân cổ, nhưng mà màu sắc ấy thì sẽ được phối trộn một cái cách nó sáng hơn một chút. Ở đây thì sẽ là một chiếc giường này. Ở tất cả không gian này thì Ngọc Huyền cảm thấy là tường được sơn màu be này, và tất cả những cái phần là từ giường ngủ này, tủ quần áo này đến bàn trang điểm này cũng đều được sơn màu be hết nhá, để nó tạo một cái sự đồng bộ ấy. Đó. Và trong căn phòng này thì cũng không thể thiếu được là một cái ô cửa sổ phía bên hông nhà này rồi, giúp đó cung cấp ánh sáng tự nhiên này. Và không gian tiếp theo chúng ta sẽ đến đây, phòng ngủ nữa đi quý vị ạ. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích ở bên ngoài là 10m². Và trong phòng này thì sẽ là phòng ngủ dành cho bà nhá. Nên là mọi thứ từ giường này cho đến đây, bàn trang điểm này và tủ quần áo này thì đều được thiết kế một cách tối giản. Nó sẽ không còn hầm hố như phong cách tân cổ phía bên kia nữa. Nhưng mà có một điều đặc biệt nhá, là trong căn phòng này sẽ có thêm một khu vực nhà vệ sinh riêng biệt nữa. Đây, nhà vệ sinh này thì rộng khoảng tầm 3m² thôi ạ. Có đầy đủ này, lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen nhá quý vị nhá. Đấy. Và bước ra bên ngoài, chúng ta sẽ đến không gian tiếp theo, thì đó chính là khu phòng ăn quý vị nhá. Ở đây thì có được một bộ bàn ăn bằng gỗ rất là lớn này, bàn ăn hình tròn này, nó khoảng tầm từ 8 đến 10 người nhá. Mọi người có thể là ngồi đây để thưởng thức những bữa ăn ngon này. Và không gian này thì cũng không quên là có thêm một cái ô cửa sổ rất là lớn để lấy sáng tự nhiên. Và ở đây thì có là sẵn một cái tủ lạnh đây rồi, tủ lạnh đây là tủ lạnh 4 cánh nhá, để gia đình có thể là được rất là nhiều đồ thực phẩm ạ. Và quý vị thắc mắc là nhà vệ sinh chung với nhà bếp ở đâu đúng không ạ? Đây, ở ngay phía sau này đấy ạ. Thì đây là cái khu vực mà gia đình tận dụng lại từ khu ngôi nhà cũ. Dưới này thì sẽ có một căn bếp này. Bếp này ở đây thì mọi người có thể, và thực sự Ngọc Huyền cảm thấy là cũng vô cùng hợp lý ạ. Bởi vì nếu như mà bếp ở khu vực này thì sẽ giúp chúng ta là có thể là khi mà chúng ta nấu ăn ấy thì sẽ không bị hiện tượng là ám mùi cho khu vực khác ở bên trên đúng không ạ? Và sẽ có một thêm một khu vực vệ sinh chung ở phía dưới này nhá. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi Ngọc Huyền đã dẫn quý vị đi cái thăm toàn bộ công trình của nhà anh Dũng có địa chỉ tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Vậy thì quý vị nghĩ sao về công trình này ạ? Hãy để lại bình luận là ngay phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói trong nhà của mình ạ, thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của Mark Home để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Ngoại hình của ngôi nhà, đấy, một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt. Quả thật là với những căn nhà của miền Tây thì em thấy cái vui. Ở đâu nhỉ? Ở lại đi một tiếu để cho anh.